trời đang có hừng nắng đang đông. Yên vui xin chào tất cả mọi người. Sáng hôm nay ngày mùng 10 tháng Giêng. Dạ là ngày 31 tháng 1 năm 2023. Thành phố Huế thời tiết tạnh ráo. Dạ, em vui đưa mọi người ngang qua phố chợ cập nhật chút tình hình nhé. Hôm nay cũng là ngày đầu tuần thứ 3. Dạ. Tại những con đường Thanh Nội, Đặng Thái Thân, ta đang đi phía sau tường thành của Đại Nội đó. Dạ. Thời tiết sáng nay tạnh ráo, nhiệt độ thì khá là thấp. À, từ sáng sớm thì cỡ khoảng 14-15 độ C thôi mọi người. Bây giờ thì nhiệt độ có tăng dần, cỡ khoảng 15 gần 16 độ C. Đi trên đường khá là lạnh. Yeah. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của xuân. Dạ, yeah, mong 10 thôi. Hết mong là hết Tết đã. Yeah. Và ngày hôm nay cũng là ngày thần tài. Đó, đi ngang cả cái tiệm vàng người ta mở rất là sớm. Lúc này có hơn 7 giờ sáng, 7 giờ 30 sáng. Thông thường là tiệm vàng, tiệm bạc là phải qua 8 giờ người ta mới mở. Nhưng mà ngày này là ngày đặc biệt, ngày 10, ngày thần tài đầu năm. Vì thần tài đó, 10 tháng Giêng thì chắc chắn những cái hàng vàng người ta mở sớm để thu hút khách sớm. Đây chúng ta đang ngang qua phố Mai Thúc Loan, khi mà hàng quán ăn mặc người ta cũng chưa có mở buôn bán nhiều, thì các cái hàng ăn hàng uống buổi sáng khá là đông khách. Dạ. Nhiệt độ cho cả ngày là từ 13 đến 19 độ C. Dạ. Và những ngày này thì nhiệt mà thấp, không có cao đâu mọi người. Cao nhất cỡ khoảng 15-16 độ thôi trong ngày đó. Không có cao hơn. Thì như ngày hôm qua cũng vậy. Hôm qua trời hưng nắng nhưng mà lạnh là vẫn từ lạnh. Dạ, vì không khí lạnh đáng còn. Đây mấy cái tiệm vàng mọi người. Đây là tiệm vàng Phong Thanh này. À, đông người ghê chứ. Sắm vàng may mắn đầu năm đó. Bên Nội Thanh thì tiệm vàng Duy Mông Phong Thanh đây, gọi là lớn nhất ở Thanh Nội đó đó. Dạ. Đấy, Phước Lộc. Các tiệm vàng rất là đông khách. Rồi đặc biệt nếu như mà bà con có lễ cúng thần tài thổ địa đầu năm nữa thì là những cái tiệm heo quay, gà quay, vịt quay chắc chắn sẽ đông. Ghê chưa, Phong Thanh 2-3 tiệm luôn, tiệm một đống gà. Dạ, thì đó cũng là những hình ảnh ngày đẹp trời thứ hai trong chuỗi ngày mưa tại thành phố Huế. Với những ngày xuân, ngày Tết. Hôm nay cũng là ngày mùng 10, ngày cuối cùng của Tết và xuân năm Quý Mão. Dạ. Mình vừa ngang qua phố chợ để bà con biết thêm, cập nhật cho tình hình. À đây đó, mọi người thấy tìm heo quay này. Heo quay bán đông ghê chưa, xếp hàng luôn đó. Đó, xếp hàng để mua hàng đó. Hàng về cũng dân cũng thổ địa đầu năm. Mai Thúc Loan đây,
không khí ở đây còn có Tết, nhà nhà đều có hoa cúc trước nhà này. Và hương sắc Tết ở khu vực này vẫn có nhiều. Trên đường Phan Đăng Lưu bà con cũng đã buôn bán làm ăn rực rỡ các cái logo biển hiệu. Dạ. Và sáng hôm nay thì tại Lang Sinh, xã Phú Mậu, làng Lai Ấn đó, và cũng có diễn ra cái lễ hội vực sinh. Chốc lát nữa em vui sẽ gửi đến mọi người những hình ảnh ở đó. Đường Phan Đăng Lưu sắc vàng của Tết, rất là nhiều với những cái chậu hoa lớn, bà con chứng thực cửa tiệm. Và vì đường đi làm ăn lớn mà, cho nên hoa phải rực rỡ trong những ngày Tết đó, cho nên đi đây mới thấy không khí Tết này. Dạ. Dạ, thì những hình ảnh ngày hôm nay 31 tháng 1 năm 2023 cũng là ngày mùng 10 tháng giêng, chúng tôi gửi đến bà con mọi người chúc tình hình thành phố Huế sáng hôm nay và ngày tần hừng nắng, nhiệt độ khá là ấm, từ 13 đến 19 độ C. Và bây giờ đi trên đường thì khoảng 16 độ C nha mọi người. Và mọi người cũng thấy thú vị khi xem những cái video của em vui. Khi xem thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video mới của em vui nhé. Em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Chào những tiệm vàng rực rỡ luôn. Vàng bên chợ Đông Ba rực rỡ sáng sớm.